Hello mọi người nha. Rồi lại là mình đây Tino nè. Rồi dạo này mình hơi bận công việc ở ngoài một xíu nên là mình ít làm video mọi người. Thì từ tuần sau mình sẽ siêng làm hơn một tí nha. Và ở trong mỗi clip thì mình sẽ có một cái event dành tặng cho mọi người. Thì mọi người nhớ là theo dõi mình nha. Nhớ đăng ký kênh nè, nhớ bấm chuông nè để xem được clip sớm nhất nha. Thì tuần sau mình sẽ bắt đầu tổ chức event lại cho mọi người nhé. Có thể là 18 thỏi vàng hoặc là một cái gói mà gọi là giảm giá mọi người. Thì tầm 50k đổ lại thôi. Thì kinh phí của mình thì cũng ở giới hạn đó mọi người. Thì hôm nay mình nghe nói là có cam mới xuất hiện nè mọi người. Thì mình vô sớm để mình chất nha. Đó thì mình thấy đây nè, trong cái bộ sưu tập là có cam mới nha mọi người. Nhìn như mấy con này giống kiểu mấy con sứa mọi người. Rồi để tí nữa mình sẽ đi câu mấy con cam mới này cho mọi người xem nha. Rồi trong cửa hàng chúng ta sẽ có một cái cần câu hồ vệ nè mọi người. Ôi cái cần câu này đợt trước là mình tưởng ở trong cái hồ bốc thăm đó mọi người. Không ngờ nó lại bán riêng mọi người, và cái giá nó thì nhìn hơi chát nha. Trời ơi. Rồi đây, và chúng ta có một cái hộp bốc thăm mới nè. Đó là bốc thăm chỗ câu cá trời sao nha. Và ở trong này thì có cái hồ câu cá nè mọi người. Thì ở trong cái hồ này chúng ta có thể câu được cá trời sao nhé. Ngoài ra thì cái bộ váy ở trong này cũng khá là đẹp đó. Rồi đồ decor mình thấy cũng là đẹp nè mọi người. Đó, những bạn nữ nào mà thích decor lại thích váy thì có thể mở hộp này nha. Còn mình mở hộp này chủ yếu là kiếm cái hồ này thôi. Bây giờ mình sẽ mở 3 vé miễn phí để xem coi là mình có ra được cái hộp không nha. Rồi hộp đầu tiên là ra nón rồi nè. Đó. Rồi hộp thứ hai nha. Ra cái gì đây? Rồi một cái bụi cây. Rồi hộp thứ ba nè. Ồ ra một cái giày mọi người. Rồi một cái đôi giày nha. Không ra hộp câu rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở một lần 10 hộp luôn nha. Hy vọng là 10 hộp này mình sẽ ra được cái hộp câu cá nha. Rồi một cái giường à một cái băng ghế mọi người ạ. Rồi tiếp theo nữa là đồ decor nè. Wow, đồ decor đẹp nha. Rồi một cái cây lấp lánh nè. Wow cái cây này đẹp nha mọi người. Wow cái cây này đẹp nè. Rồi một chú thỏ nè. Đây thêm một chú thỏ nữa. Đây cái đồ decor này mà mọi người decor cái rừng rậm này kia rất là hợp luôn nha. Vậy là mình không ra hồ câu rồi. Bây giờ mình sẽ mở thêm 10 hộp cuối nha. 10 hộp này mà không ra nữa là mình ngưng nha mọi người. Đây không ra thầy rồi. Ê, ê. Ôi, cái hồ câu nè mọi người. Hồ câu cá nè. Trời ơi. Hên nha, hên nha, hên nha. Giờ nhà vía cho bạn nào mà chưa ra được cái hồ câu này nhé. Còn nếu như mà bạn nào chưa ra mà muốn câu cá thì có thể qua nhà mình nha. Đó, nhà mình vẫn mở cửa cho mọi người qua câu nha. Rồi bây giờ mình sẽ về nhà mình đặt ra thử xem coi là có đẹp không nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ đặt cái hồ câu ra nha. Trời ơi, cái hồ này to lắm nha mọi người. Nè mọi người có thể nhìn thấy nè. Rất là to luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử câu cá trong này nhé. Thì nãy giờ mình câu á, mình để ý nha mọi người. Khi nào mà con cá trời sao á, con cá lấp lánh mà xuất hiện á, thì cái bóng cá nó cũng có màu nha mọi người. Đó, nó sáng lên nè mọi người thấy không? Đấy, là những cái bóng cá lấp lánh nha. Còn những cái bóng cá mà nó không phát sáng như vậy á, là cá thường nha mọi người. Đấy, mình được một con cá giết trời sao nè. Wow. Vậy là nếu như mọi người muốn câu cá trời sao, cá lấp lánh á, mọi người có thể lọc bóng được và mọi người có thể biết được con nào là cá lấp lánh luôn nha. Rồi lại thêm một con cá lấp lánh nữa nè mọi người. Rồi con cá này cá trời sao luôn nha. Rồi con gì đây? Thôi lại thêm một con cá giết nữa mọi người ơi. Rồi rồi bóng một lấp lánh mọi người. Không biết là bóng một thì có con gì đây. Hình như có mấy con nền tím á mọi người. Không biết là con này con gì đây đây. Rồi lên này vô nồi nè. Con gì đây? Một con cá thủy tinh à. Ủa con này là cá lấp lánh đúng không ta? Uầy uầy, bóng hai. Bóng hai cá lấp lánh nha mọi người. Con gì đây? Con này đớp khá là mạnh nha mọi người. Mình nghĩ chắc một con tím quá. Rồi một con cá chép trời sao nha. Nền tím luôn nha mọi người. Trời ơi quá đà luôn nè. Trời, bạn nào mà thích câu cá trời sao ở trong nhà thì có thể ghé nhà mình nha. Ở đây thì sẽ có một số loài cá mới nha mọi người. Đó thì mọi người cứ câu mấy con cá mà phát sáng thôi là chúng ta lên được cá trời sao nha. Ngoài ở trong nhà ra thì ngoài biển cũng có cá trời sao nữa nha mọi người. Và ở ngoài biển thì nó cũng sáng lên như vậy nha.
Đó, thì bóng cá sáng như vậy là cá trời sao nhé. Thì mọi người cũng tiện để chúng ta lọc bóng để câu cá mới đúng không? Và nếu như bạn nào mà không biết thời gian và vị trí thì mọi người có thể mở cái bộ sưu tập cá lên á. Thì mọi người bấm vô cái hình á, thì nó có chỉ cho mọi người thời gian ở đâu luôn nha, ở vị trí nào luôn nha. Và tất cả những con cá trời sao này á, mình thấy á, là chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi nhá, ở ban ngày sẽ không có nha mọi người. Và ở ngay bờ biển này nè, thì mình thấy có một con rùa rất là đẹp luôn, thì mình thấy mọi người câu lên rồi nhá. Đó, thì bạn nào mà có thích thì nhớ qua đây câu nha. Thì ở ngay bãi biển này sẽ có rùa với lại cá năng hải nhá. Thì cả hai loài cá này đều bóng bốn nha mọi người, và nó cũng phát sáng luôn nha. Đó, thì mọi người có thể lọc bóng khi nào mà bóng bốn phát sáng á, mọi người câu nhá. Ở trong hố xanh này cũng có một con cá mập á mọi người. Đó, thì mọi người có thể ra đây để lọc bóng năm nha. Bóng năm phát sáng thì mọi người sẽ câu nhá. Ngoài ra chúng ta có một vị trí câu mới nè mọi người, đó là xa khơi Phu La Gia nha. Đó, thì mọi người cứ bơi xa xa ra ngoài này nè, qua mấy cái thuyền luôn thì mọi người câu. Thì ở đây sẽ tính là xa khơi La Gia nhá. Thì ở đây sẽ có xuất hiện một con cá bóng sáu. Đó, cá nhắm voi trời sao nha mọi người. Đó, thì cá bóng sáu này nó cũng sẽ phát sáng như bình thường luôn nha. Thì ở đây chỉ có mỗi là bóng sáu, đó là chỉ có xuất hiện mỗi con cá nhắm voi trời sao thôi. Còn ngoài ra là không có cá gì nữa nha. Còn lại thì những cái bóng khác thì mình câu ở biển bình thường vậy thôi. Đó, nếu như bạn nào mà thích câu con cá nhắm voi trời sao thì sẽ ra đây nhé. Thì trong các loài cá mới á, thì mình thấy con cá nhắm voi trời sao này với lại con rùa là hai con đẹp nhất nha. Và mình sẽ đi săn hai con này nha mọi người. Và ngoài ở khu Sa Khơi La Gia ra thì còn một khu nữa có thể xuất hiện cá nhắm voi trời sao nha. Đó chính là Sa Khơi khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Và cá nhắm voi này thuộc hàng cá quái vật nha. Thì mọi người nên sử dụng những cái cần câu nào mà có liên quan tới chỉ số quái vật để mọi người săn con cá nhắm voi này nhé. Và chúng ta cũng có một cái mồi câu mới đó của mọi người, có thể tăng tỷ lệ xuất hiện cá trời sao đó. Thì nếu như mọi người có điều kiện thì có thể sử dụng thêm cái mồi câu đó để cho tỷ lệ nó ra cao hơn nha. Và mình nhắc lại lần nữa nha, là tất cả con cá trời sao đều xuất hiện vào ban đêm nhé, ban ngày sẽ không có đâu nha mọi người. Thì ở ngoài biển có một số bóng 1, bóng 2, bóng 3 gì cũng có cá trời sao đó mọi người. Thì mọi người cứ thấy con cá nào lấp lánh như thế này thì mọi người cứ câu hết đi nha. Tại vì đây toàn những là con cá mới không, thì mình cứ thiếu con nào mình câu thôi. Mà mình thấy bóng 3 hầu như những con sứa trắng không nha mọi người. Đó, thì mọi người cân nhắc nha. Đó, chứ mình lên sứa này là hơi nhiều rồi đó. Giờ mình nhìn thấy mấy cái bóng 2, bóng 3 này là mình sợ luôn đó mọi người, không dám câu nữa nha. Thì đang lọc bóng thì ra một cái bóng 6 mọi người, nhưng mà nó không có phát sáng nha. Thì đây là một con cá thường nha mọi người, hay là quái vật đấy. Rồi, một con cá khổng lồ thường thôi nha. Trời ơi, khá là đen nha. Ra quái vật thì cũng đỡ rồi, đằng này là con cá thường nha. Thì chắc là thương long hoặc là lưng gù thôi. Do cần mình không có sức mạnh đó mọi người nên kéo cũng hơi yếu một xíu nha. Rồi, được một con thương long đen thôi luôn nè. Trời ơi, mọi người cười quá trời luôn kìa. Đúng giờ ban đêm mà ra con thương long đen, trời ơi. Rồi, thì khung giờ này là đang ban ngày, nhấn câu chơi chơi thôi thì lại lên một cái bóng 6. Thì mình sẽ săn ở bên khu xa khơi khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Thì ban ngày mình cũng có thể câu những con cá khác luôn, và ban đêm thì mình sẽ săn con nhắm voi nha. Còn ở xa khơi khu La Gia thì chỉ câu được con nhắm voi thôi, còn ngoài ra không có cá khác nha mọi người. Rồi, không biết là cái bóng này thì lên con gì đây. Hy vọng là một con quái vật nha. Con gì đấy? Trời, một con quái vật rồi. Ê, nhưng mà cái thanh vàng này nó rút hơi nhanh nha mọi người. Thì đây là mình nghĩ là một con Levi hoặc là một con mập đỏ thôi, chứ không thể nào con rùa được nha. Con rùa là cái thanh vàng nó rút rất là chậm luôn. Đó, còn cái thanh vàng này rút khá là nhanh nha. Đó, mình kéo nhiều khi không kịp luôn kìa mọi người. Rồi, không biết là con gì đây, khá là hồi hộp. Thì hiện tại là mình còn thiếu con mập đỏ thôi. Con Levi là mình có rồi nè, con rùa mình có rồi nè. Đó, chỉ còn thiếu mập đỏ thôi. Hy vọng con này là mập đỏ nha. Mập đỏ hoặc là Levi vương miện. Đó, một trong hai con đó thôi nha. Lên nào. Trời, cái cần đúng không có tẩy ra được sức mạnh này, kéo có 90 mấy điểm kìa. Khá là yếu luôn. Thì hiện tại clip này là mình vẫn chưa lên được con nhắm voi nha mọi người. Chắc mình sẽ làm một cái clip thử thách 24 giờ câu nhắm voi quá. Trời ơi,
Rồi có mập đỏ luôn nè, đúng cái con tôi thiếu luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy chữ new không? Rồi cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay nha. Rồi nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like nha mọi người. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.